Này mọi người thấy cô gái chặt vịt nè, đều miếng thịt. Nếu mà ăn gấp tư này là bao nhiêu cô? 130. Ừ, đó. Ăn cái đùi không? Lên đây. Đó, rồi đó, thấy chặt không? Chặt đều. Chặt nó nhanh như vậy đó. Lên nè, đó măng nè. Lên nè. Một nồi nước dùng đó là như vậy nè. Đây là cô nấu hai nồi luôn. Hai nồi, cô luộc vịt hai nồi tại vì số lượng nhiều mà con. Dạ. 40-50 kg mà. 40-50 kg như vậy là ít nhất là khoảng 40 con ha. Không, 1 ký tới 3 ký mấy lận. Một con là 3 ký mấy? 15 con, cô nấu 15 con. Con là nó 3 ký mấy là vịt lớn mà. Nếu mà vịt nhỏ 17 con. Vịt lớn nó mới ra cái sớ vịt nó là như vậy. Thấy không? Nó mới ra sớ vịt nó là như vậy. Chứ nếu mà vịt nhỏ thì nó không có được như vậy. Giả sử vịt nhỏ thì miếng thịt nó sẽ nhỏ hơn. Đó. Đó nó là như vậy. Có hành tím ngâm nè, nước mắm nè, mắm chua ngọt. Đặc biệt là hành phi á nha. Hành phi, hành phi, đúng hành phi, đậu phộng đồ tự làm hết à. Đó. Phần này với 2 tô bún là 160, 160. Bún hay là miếng vậy? Đó nó sôi như vậy không á, cô không bao giờ cô ngưng. Cô không bao giờ cô ngưng mà làm sạch hoàn toàn từ miếng thịt, miếng rau, miếng đồ đều hoàn toàn là đều sạch hết. Bao sạch bao ngon mà. Cô gái hiện giờ là bán các tô ăn sáng là bao nhiêu một tô ta? Một tô là tô đùi là 50, tô bình thường là 40, còn làm dĩa gỏi là 130, 180 tùy theo mỗi người, người ta ăn 50 cũng có. Còn như bún mắm, hủ tiếu là bún mắm là 50 ngàn một tô, còn hủ tiếu là 40 ngàn một tô. Có giá hết. Đó, nó có giá hết. Đây là măng. Bên đây là chỉ bán buổi sáng hay bán cả ngày? Bán buổi sáng thôi, không có bán cả ngày. Ừ. Quán chỉ bán buổi sáng thôi. Bán buổi sáng thôi. Hai mấy năm nó vẫn như vậy chứ ngoài ra không thay đổi. Chị cô không thay đổi. Cứ như vậy thuốc suốt à? Con thấy là cô để mọi thứ nó gọn gàng sạch sẽ vậy á. Đúng. Từ hành phi cô tự phi luôn nha. Hành phi cô tự phi luôn. Nhìn cái tủ nó mê à. Không nhận định ra. Đây là miếng vịt mà cô chặt rất là đều ha. Ừ. Đây là đồ ăn sáng của cô gái, mọi người thấy cái từng cái miếng mà cô làm vịt á, làm lông kỹ cho nên là nhìn nó sạch sẽ, mà hơn nữa là cô sắp đồ rất là gọn nè, mề, lại gan, tim nữa. Cái quyết này là cô tự làm luôn, quyết tự làm luôn này. Ừ, tự làm hết, không tanh, không hôi, không gì hết. Thấy không? Đây là gấp tư đùi nè. Rồi. Một dĩa cho mọi người cùng xem là cô để gỏi riêng. Ừ. Cô bên này là cổ tự bỏ đồ nêm ném các thứ đồ vô. Đó. Còn bên này là cô sắp thịt. Cô chặt, cô sắp thịt. Rồi. Đây là bún nước dùng. Sôi ùn ụt luôn rồi. Tâm đổ em. Quán của cô gái là nằm ở chung cư Đoàn Văn Bơ số 15. Đây, quán của cô gái thì nằm ở 015 chung cư Đoàn Văn Bơ, phường 2, quận 4, hay còn gọi là chung cư Nhà Cháy á mọi người. Mà sao nó có cái tên là chung cư Nhà Cháy cô? Thời đó cháy đây nè. Hồi đó là cháy ở đây. Cháy. Thành ra bên thành chung cư Nhà Cháy luôn. Ờ, chung cư Nhà Cháy. Thành chung cư Nhà Cháy luôn. Đúng, chung cư Nhà Cháy luôn. Cái khu này là chung cư cấp tầng này mọi người. Của con để coi 150, 200, 235 tính riêng hả? Của bao nhiêu này? Là 100 trăm. Khoảng đây 135. Măng, này là măng khô ha? Không có nè. Măng khô. Măng khô. Nè. Đúng rồi. Còn quýt.
nó có cái mỡ phải vịt nữa. Liền liền à. Phải phải vớt chứ không bọc. Rồi cắm. Để bắt đầu ăn miếng này. Thực ra ăn miếng mà ăn phải ăn nhanh nha, không ăn chậm chậm một cái nó nở ra. Đúng rồi, con phải trụng vừa. Thấy không? Con phải trụng vừa cái tô miếng cho người ta. Thịt với mời hay là thịt không? Rồi, biết rồi. Dĩa nó ra. Ông nhà tô miếng luôn Trang ha. Rồi, gắp ra. Con đứng đó bên đó con gắp ra dùm gì cho con. Đi gắp. Bây giờ còn vắng đó, cái nó mà đông là không có ngồi đứng mà quay chụp được đâu. Mình đến không phải là... Chút xíu nó thôi là không có quay chụp được. Đứng chán ngán luôn á. Gái không có nói chuyện với em được nhiều đó. Dạ. Chỉ tập trung vô bán thôi. Đây, cô ơi. Qua. Vô trong ngồi à. Em mai là cô gái đổi cái món mới đó là mai là cô đổi hủ tiếu năm vàng. Thứ ba là bún mắm. Cái vàng cô bán bún mắm là đồ hoàn toàn là đồ tươi không. Cô ở đây cô không bán đồ mà con tôm mà nó chết cô không mua. Con tôm phải sống. Một bún một miếng. Con là ghiền ăn bún mắm lắm. Hôm nào cô con canh ngay ngay bún mắm thứ bún ba qua. Thứ ba. Thứ ba phải qua đây quá ăn bún mắm. Đây nè cái tô như vậy là đùi nè 50 nè. Đó. 50 ngàn. Bắt đầu khách vào đông rồi. Bắt đầu đông nè. Quên á. Cũng được mời vậy chị luôn. Anh ăn gì anh? Tôi là 50. 50 luôn, đùi là 50. 2 bún thịt mời. Nếu mà ăn gỏi thì cô sẽ bỏ thêm ăn gia vị. Ăn khô không? Nó nóng ăn tươi. Tại vì con biết không, cái nấu cái nước dùng á mà nấu măng tươi á nó sẽ hôi lắm. Đúng rồi. Nó hôi lắm, nó không thể nào mà nó ra cái mùi thơm hết á. Còn mà nếu mà nấu măng mà khô á thì con nấu ra nó ra mùi thơm lắm. Nó ngon mà người ta ăn. Ở ngoài quê con là toàn nấu măng khô thôi. Đúng rồi. Cô xài măng khô không mà nó mắc nhưng mà nó rất là ngon. Còn nấu như mà lâu hơn đúng không? Đúng rồi. Cực hơn nhiều. Hơn xíu không có gì, miễn là khách ngon, ăn qua an toàn là được rồi. Còn cái măng tươi á con ăn con có thể nhiều lúc con ngộ độc cũng có nữa. Tại vì cái măng tươi nó rất là độc. Này là có cái dĩa sắp đó, tức là người ta ăn sẽ ăn thêm á. Cho chú đi qua rồi. Nhiều hơn cái đùi. Có quyết mà không măng. Có quyết mà không măng không hành phi. Đây. Đó chị gọi đó là 50 ngàn đó. Rồi làm rồi. Làm con gà thì nó dễ lắm, nhanh lắm. Nhưng mà làm con vịt nó cực lắm mọi người. Nó rất là cực. Làm lông khó lắm. Cho nên là họ gần như là chú này không măng hành phi đậu phộng. À khách quen của quán có mời mà. Đất còn biết ha. Rõ rồi đâu mọi người. Với lại con đi ngày chủ nhật á, mà con đi giờ này rất là sớm. Ngày chủ nhật á người ta dậy trễ lắm. Người ta dậy rất là trễ. Ủa cái đó là gấp tư hay gì? Không, một dĩa gỡ 100, 130. Đậu hoài. Gỏi đi đậu phộng mà anh Phi đưa đầy đủ hả chị? Đây. Cái nhiêu đây là nó thằng 100, 100 nè.
Đó. Có thêm hai tô miếng nữa vô là thành 130. Bún thịt mang về. Đó. Ra đây để cho bạn quán cô bán cái lá. Rất là vẫn bán như vậy luôn. Hồi đó cô bán bún bò, cô bán các thứ, cô bán nhiều món lắm. Sau này cô nghỉ bớt là bò kho, ngày xưa là cô bán 60 kg. Không. Rồi. Em làm gỏi luôn hả? Cái này cũng gỏi, cái này cũng gỏi đúng rồi. Nói chung là tùy mỗi quán sẽ lựa chọn cái loại miếng cho mọi người. Quán thấy tới 3 người phục vụ, 4 người. Lượt khách bắt đầu đông rồi. Cô đang làm món chút xương rồi. Cho nhiều nước rồi. Cho nhiều nước ăn nè. Và người già không có răng á. Đây hai bịch rồi. Miếng chứ đi. Rồi. Khách quen, khách thân thiết. Để cho em bịch nước lèo của gái mới về đi. Em múc để làm gỏi. Công nhận. Để đầu tiên em trang vô luôn em. Cái cô phụ á, cô biết ý cô gái cho nên là cô làm linh hoạt nghe. Ở đây làm nhịp nhàng lắm. Mọi khi là rối ha. Không có rối. Làm cái gì cũng không có rối. Khách vô có đông cách mấy cũng không bao giờ rối. Không la không gì hết. Hai bình nước mắm rồi qua đủ thì cũng qua đủ. Đây có số điện thoại của cô gái nè. Số này là cô bác anh chị gần ở đây nè. Gọi đặt á cô. Gọi ta đặt á. Đặt rồi cô đi giao. Cô có người đi giao. Không, cô không đặt. Cô không bao giờ đặt qua app. App tới kêu năn nỉ luôn á, nhất định là không bao giờ. Vì sao vậy cô? Tại vì cô không có thời gian để bán. App tới là cô phải lo cho app trước. Không thể nào mà trong khi khách người ta ngồi đông không, đâu có thể nào mà bắt người ta đợi được. Vậy là mình chăm sóc khách, của mình nhiều năm hơn. Tại vì khách của cô là mình quá trời, áp lực cái mình bỏ khách của mình làm cho làm cho ta không được. Không được. Sợ mất khách địa phương. Đúng. Khách của mình từ xưa đến giờ. Ờ lên vấn đề ý là đi quay rất là quan tâm, mọi người bán quá rất là tốt luôn. Nhưng mà bán cô là tuyệt đối à. Cô gái và mọi người đây là khác. Đúng. Khách của mình từ xưa đến giờ mà chăm sóc trực tiếp luôn. Dĩa gỏi tô bún, dĩa gỏi lòng, dĩa gỏi thịt vô mình. Nói chung là mình mà có nhiều người làm thì cũng có thể bán quá được. Nhưng đây có 3-4 người thôi cô ha. Không, cô bán từ đó giờ cô không có ra. Rồi. Rồi được rồi vô. Đợi quá thì dịch nó mềm. Phải đúng giờ. Phải đúng giờ, phải canh. Nó nhích một chừng 2-3 giây thôi là dịch nó cũng mềm nữa. Cô gái có nói một chi tiết hồi xưa là bán bún bò. Rất là đông khách luôn. Bún bò. Bò kho. Đúng, bò kho. Tại vì khi cô về đây thì bắt đầu cô làm không nổi nữa. Làm không nổi. Vậy là chuyển sang cái món mà bớt khách đi tí, đỡ cực. Bớt khách tí. Đông quá cái bán món khác lên. Mệt lắm. Mệt lắm. Sao cô thuê nhiều người á, cái mình bán được hơn. Không, thuê nhiều người á, con phải nhức cái đầu lắm. Rất là nhức cái đầu. À, quản lý có người mệt lắm. Ừ. Cô nhớ chứ. Dạ, điều đặc biệt là cô gái là nhớ hết toàn bộ. Nhớ luôn, nhớ hết, nhớ từng người hết. Cô không để sót một người nào hết á. Luôn. Miếng trụng luôn hả em? Bây giờ lượt khách đông rồi. Nạt em. Trong nhà thì bây giờ không còn chỗ ngồi luôn trời. Nãy tới sớm không có khách nhưng mà đứng lên quay một hồi là hơn giờ đi sớm. 40 em đi trễ là không có tiếp em được. Em cứ quay là quay.
Em quyết hai ngàn nhà. Rồi, à, xin thông tin lại với mọi người, quán của cô gái 015 chung cư Đồng Văn Bơ, phường 12 quận 4. Hay còn gọi là hay. Rồi, đang dĩ giá trộn hả? Rau trộn hay giá? Rau trộn đúng rồi. Miếng thịt mời. Đúng. Nuốt 5.000 luôn đi. 5.000 nha quán. Thôi bây giờ mình sẽ vào bên trong thưởng thức. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok. Đây mọi người, tô này là 40.000 đồng. Cô bác anh chị thấy là ở đây á, có thêm một cái rổ rau nữa cho mọi người ăn kèm theo. Thì đặc biệt cái này nếu mà đúng là ngon nhất á, vẫn là cái rau răm á mà sắc nhuyễn ra. Nhưng mà mình sẽ độn thêm một ít rau cho nó bớt nóng đi. Ở miền Nam thì mọi người thích ăn bắp chuối lắm. Thực ra ở miền Trung á, thì mình lại không thấy là ăn bắp chuối sống. Nhưng mà ở miền Nam thì nhiều quán như vậy. Còn đây là cái miếng vịt này, bự ha mọi người. Cô nói là con vịt ở đây thì khoảng 3kg trở lên nó mới có được cái số thịt như vậy. Và mắm gừng có sẵn luôn. Mình chưa nói là vịt ngon hay không, nhưng mà cái nước mắm gừng á, ăn vừa phải vị ngon. Cái nước chấm ngon á. Huyết thì cũng thấm rất là đậm vị. Và măng này thì măng khô.